Sống rồi nay nó đơ rồi. Lương chứ vậy. Rồi rồi, tới công chuyện này. Thì nhát thằng Hải Ca đây, ổng này nó chơi tôi khóc hoài, bị mẹ nó. Bà nhát nó bắt bà ổng bộ con kia bộ. Thôi, tôi dám bộ con kia đi. Thôi mình, đã sao mà đi nhát người ta. Nó trả thù Hải Ca hả? Ổng này thằng ấy nó cho rồi quên à. Giọng mà quên luôn một bữa. Nó đơ rồi. Mình lát nó ăn ba mình cho nó bỏ tao cầm dây mà ghê vậy. Nó rủ nhát nó rủ quá, nó rủ quá. Chơi kì vậy. Đủ mà sợ đi nhát ta. Cởi nó, cầm dây. Ừ, ghê quá. Cộng đi. Thấy nó muốn sành mặt. Trời đó, coi lắc hoài nó lọt vô mình, tôi là chết luôn á, phải chơi không? Mà bà biết cái cảm giác mà người ta sợ như thế nào không? Ông này nó nhát tôi hoài. Ừ. Cảm thấy cái quá, chưa mà, ông làm gì vậy? Mày cảm giác sợ nhiều không? Người ta ngon. Trời đất ơi. Sợ đi nhát người ta. Nè. Ông đứng im không được hả? Chết hả? Vậy còn cái này trúng hưu vậy? Ui, ai u sợ ai chở bà này u u u u u nè u u u u u nè u u u u tôi không có giỡn ông à, chết à, chân sợ nhát bà ngủ cái chân sợ mà đi nhát người ta nè u u u chà nói đâu là mượn xong rồi bây giờ cái chửi á. Làm gì vậy bà? Con cái mẹ nhát hai ta muốn chạy chạy quay á. Đi đi. Đi cái ba mấy mẹ con nhát. Ai mẹ con mình đi nhát hai ta mà tự nhiên mẹ đi rồi. Ở đây đi sợ mà đi nhát ta. Con nó nhát mẹ con mẹ chạy luôn. Hả? Đi đâu thôi? Chết rồi đây. Về quá. Tôi cảm giác khác kiểu gì nè. Thôi ông ngoại nó không hút lắc gì á. Nhát con cái sợ gì mà nhát. Đó, nó có thù của tôi. Né nè nha, cơm sợ nha. Thù nè. Nè, giúp lấy. Có phóng ông ơi. Phóng gì quá. Ông chi nhé. Sao đi nhát người ta. Anh ba đâu mày. Mới thấy nó không, không. Vô kêu anh ba ra mẹ biểu rồi. Ví dụ nó ra đây. Thì tôi giấu. Vô hồ cho nó con cá rô nè. Cá rô cây. Giấu cái này nè. Chứ cái này là chết mẹ. Mà nắm mày. Cái đầu giúp của mình đó chứ mà mắt gì mà cột cục dây gì á. Thì bỏ cây đi. À, mà nắm cái đầu luôn á, mà giúp của mình đó. Mội tôi con dám nè. Mày qua đây vậy là mộ ngồi khí thế đi mày. Bỏ cây ha. Dạ không? Ấy coi trên mà cầm dây nè quăng vô. Ừ. Chứ ông nội ai dám. Nói chưa chết tôi chết trước nè. Bữa rồi ha. Nó rẹo tôi nó phá làng phá xóm ha. Bữa nay tôi cho nó té đáy một bữa. Chắc nó sợ rồi té đáy. Cho nó sợ. Sợ chết mẹ luôn cho không sợ. Chạy dắt vô ăn bổ. Thấy nó không sợ là thấy bà sợ trước rồi đó. Dám đâu. Dạ. Để thử coi. Ba đâu? Làm gì lúc lúc phòng không nghe không? Mưa gió mở phòng đi ra ngoài. Ra ngoài cho nó không lúc cho đó làm gì? Nhớ cha nhớ sáng giờ không gặp mặt nhớ. Thôi gì mà thôi. Ngồi đây nè, tôi hỏi thăm chút ai. Hỏi gì? Hỏi tôi không có ghệ không? Nhìn mặt nó biết rồi. Không rồi. Không rồi. Đây. Làm là trai ế luôn. Trai ế, trai ế rồi. Ghế ngồi. Ngồi, ngồi đây nè. Sạch sẽ ngồi. Mày để cái ghế cho nó ngồi đi rồi mà vô mà lấy cái ghế đi. Ừ nè, ngồi ghế đi. Tốt chưa trời. Hả? Cục vàng của mẹ. Ghế này. Ngồi nè. Nhà đâu? Không thương hai trai thương ai ngồi đây đi. Đừng mưa gió. Vô chỗ mà lấy cái ghế đi. Ừ. Đừng mưa gió không vô nhà ngồi ra đây ngồi thì nó má. Cục vàng của mẹ. Bốn số 9 luôn á. Má trời. Con này cục vàng này cục gì? Vô mà lấy cái ghế đi bà ơi. Dám là tiền rồi lấy ghế. Mày là cục cất. Là cục đất. Tự nhiên trong nhà không ngồi mát mẻ không ngồi ra đây ngồi. Ra à, rồi có ngắm cảnh đồ, mưa gió ra đây ngồi. Thiên nhiên. Ủa nè. Mát mẻ không?
nay đâu ta? Nay sáng giờ đi đâu biết? Đi chơi đâu ai biết nó, cha nó. Cha nó là ai? Cái ca bằng áo đẹp dữ ta, nó cũng đẹp nữa. Nó xịn mà. Giống ai mà tóc nhiều dữ ta? Nó mới mua mà. Áo con mua cho mà. Quanh mình vẫn luôn luôn làm những pha hết hồn, xung quanh dâu đối tốt với mình sẽ luôn cho họ những pha hết hồn. Mình hết lòng vì bạn hôm qua, sau này bạn chơi lại cu hết hồn. Mình hết lòng vì bạn hôm qua, sau này bạn chơi lại cu hết hồn. Hết hồn, hết hồn, hết hồn, hết hồn. Sáng sớm thức giấc tới chiều vẫn luôn luôn toàn những pha hết hồn. Xăng đi xe mới đây 2000 đã lên 3000 cũng thấy hết hồn. Dục rồi. Hư gì mà hư? Mẹ dục rồi. Vô mẹ ơi, dục rồi. Hư gì mà hư, mẹ dục rồi. Trời vụn dép luôn rồi. Biết sợ lương mà bầu, trời ơi. Nó mệt. Đi kiếm đôi dép không ơi? Chạy bắt đi dép luôn rồi.
chưa Minh? Chưa rồi. Được không chứ? Tôi nhát hải cao mà ra quải gặp bà dẫn. Bà chạy dắt giò luôn, bà chạy nhà bà hai vô phòng bà phá cửa luôn. Tôi cười, tôi cũng sợ xanh mặt tôi luôn mà tôi ráng đi nhát nó chứ. Ớ ngừng chết luôn. Giận bà la quá trời la luôn. Sợ đi nhát người ta. Cho nó bỏ tật á. Nó sợ gì đâu. Gặp bà Hà nữa, bà Hà chạy xe tôi bỏ một mình dài bà, bà không có hề hứng gì á. Còn bà kia bà chạy dắt trò luôn. Chạy vô phòng bà phá cửa lại luôn, bà chạy tới nhà dưới luôn. Tôi cầm rắn đi ra rồi tôi đi uống con lương tôi đi ra rồi tôi đi vô bà chạy nữa. Trời ơi tôi xanh mặt luôn. Hả? À? Lương sợ gì? Cái gì đâu, trong này có gì đâu. Thằng Hải ca nó sợ cho tôi ghét nó, tôi nhát nó, ai về đi dính mà bà chạy dữ hả? Chạy xanh mặt luôn. Bà Hà bà không sợ đất gì rừng á, còn nó súng đạn thiệt chứ. Mà nó sợ gắn nó còn dám đập, mà nó sợ rồi, gắn nó coi tôi đưa lên vai nó mà không hề hớn vậy. Còn bà này chưa tới bà nữa bà hét. Rồi tôi chạy tôi cũng lại còn chết. Thằng Hải ca đâu à, còn đụng coi xỉu dọc đường thôi, chết mẹ luôn á. Chạy dắt giò nó nữa, nó xỉu. Dắt giò đâu không à. Đi tiêu luôn rồi. Đi làm dép rồi. Chừng nó xỉu rồi. Dép à? Xỉu. Tôi về trước mà nó đâu có đụng tôi đâu mà nó xỉu. Coi gì mà gì mà. Nghĩ mẹ nó giấu đi, giấu vô đây nè. Con Lương cũng sợ trời. Lương còn sợ ở đây nữa nó. Nó đụng ăn thì ăn pháp ăn. Cái này người sợ người không? Tôi ăn. Sợ bà vẫn sợ mà. Bà Hà bà đâu có sợ đâu. Ăn nhiều pháp nhưng mà sợ Lương. Ai bận ai bận cho ăn? Ai ăn? Tôi có biết ăn nó đâu. Con Lương không ăn đồ ngu. Bởi vậy ngu mà. Chị mua cho bàn đi. Quên ba đâu mi. Còn chuyện nó xỉu dọc đường rồi đó. Xỉu rồi xỉu. Nó mà xỉu. Tôi chạy giờ tôi tin tôi còn đập thịt. Đâu mà Hải ca? Hải ơi. Hải. Rồi, bỏ nhà đi luôn. Bỏ nhà đi luôn rồi. Hải ơi. Giỡn à. Đúng rồi. Cái rượu má nhát. Sợ đi nhát người ta. Ở đâu mày lôi đồ bột lùm ra luộc phèo không hả mày? Tôi với đâu? Bẻ dục bà Hải ơi. Vô. Dẫn bà chạy quá trời chạy luôn. Giờ đem ra để đường á. Bà chạy nhiều tỉnh tỉnh luôn. Luôn sợ. Chết chết. Dục bà nè thấy không? Dục rồi. Để tao nướng tao ăn luôn.